quận Liên Chiểu cũng đã triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp với tinh thần và quyết tâm cao nhất theo quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngay sau cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19, quận Liên Chiểu triển khai kế hoạch thực hiện nội dung quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố trong 7 ngày cao điểm phòng chống dịch. Đúng 7 giờ sáng, công an của Liên Chiểu tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, công an quận chia thành các tổ tuần tra trên khắp địa bàn. Từ 7 đến 8 giờ sẽ tuyên truyền nhắc nhở người dân, sau 8 giờ sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.